Sau hơn 4 tháng triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đến nay, huyện Khoái Châu đã có gần 12.000 trên 13.000 người được mở tài khoản để thực hiện chi trả trợ cấp qua thẻ ngân hàng, đạt tỷ lệ 86% với tổng số tiền chi trả gần 11 tỷ đồng. Thời gian đầu triển khai, việc hỗ trợ mở tài khoản tuyên truyền đến các trường hợp nhận trợ cấp tại huyện Khoái Châu có nhiều khó khăn do nhóm người thụ hưởng chủ yếu là người yếu thế, cao tuổi và không có thói quen, kiến thức về sử dụng thẻ ngân hàng hay việc chuyển rút tiền. Để khắc phục điều này, cán bộ ngành chuyên môn của huyện, xã phối hợp với chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn huyện hỗ trợ mở thẻ, hướng dẫn tận tình đến người dân. Cùng với đó là nhờ sự trợ giúp của người thân, con cháu trong gia đình hỗ trợ các thao tác và rút tiền. Qua đó tạo thói quen không sử dụng tiền mặt và chi trả không dùng tiền mặt đến người dân hưởng chế độ chính sách, giúp rút ngắn thời gian và quy trình trước kia. Tôi là thương binh loại 1/4. Hàng tháng là vẫn lĩnh cái trợ cấp thương tật ở một điểm tập trung. Thế nhưng từ khi có cái chủ trương mà trả qua ngân hàng thì tôi cảm thấy là nó rất là thuận tiện. Tất nhiên là tháng đầu tiên thì cũng hơi bỡ ngỡ. Thế nhưng khi mà đã sử dụng thẻ ngân hàng thì tôi thấy rất thuận tiện và cảm thấy là nó an toàn. Bởi vì trước đây cứ hàng tháng là tôi phải đến cái điểm tập trung và chờ đợi, vừa mất thời gian lại vừa nóng bức chật chội. Thế nhưng hiện nay là tôi ngồi tại nhà là tiền đã bắn vào thẻ